Chào mừng quý vị quay trở lại bản tin tối hôm nay. Kính thưa quý vị, luật doanh nghiệp năm 2014 là một trong những luật được cộng đồng doanh nghiệp rất chờ đợi do luật này dự kiến sẽ tạo được nhiều thông thoáng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau một tháng thực hiện, đa số doanh nghiệp vẫn còn lo ngại do chưa có nghị định thông tư hướng dẫn cụ thể. Luật Đầu tư doanh nghiệp 2014 thay đổi nhiều nội dung quan trọng về đăng ký kinh doanh về con dấu, về người đại diện pháp luật hay mức vốn pháp định. Trong đó định hướng chính của luật là tạo môi trường thông thoáng, đơn giản hơn cho doanh nghiệp, chẳng hạn như thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được rút từ 5 ngày xuống còn 3 ngày hay nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được rút xuống còn 4 nội dung thay vì 10 nội dung. Tuy nhiên luật đã có hiệu quả thực thi từ ngày 1 tháng 7 nhưng đến nay vẫn chưa có nghị định, thông tư hướng dẫn chính thức. Các thủ tục đăng ký kinh doanh hoặc điều chỉnh các hoạt động khác của doanh nghiệp đang phải thực hiện theo hướng dẫn số 4211 của nội bộ ngành kế hoạch đầu tư. Ta cũng đang có một vài cái văn bản của Bộ Kế hoạch đầu tư hướng dẫn cho Sở Kế hoạch đầu tư các nơi để giải quyết vấn đề đăng ký kinh doanh và đầu tư. Tuy nhiên đây là chỉ những văn bản hướng dẫn có tính cách nội bộ hơn là văn bản pháp quy. À, vì vậy à, doanh nghiệp cũng rất là lo lắng là không biết sẽ thực hiện như thế nào và thậm chí à, nhiều chuyên gia của các cơ quan quản lý nhà nước cũng chưa am hiểu hết cái quy định như thế nào, người ta cũng phải chờ những cái hướng dẫn của nghị định của các thông tư. Mới đây, nhằm tháo gỡ khó khăn này, chính phủ đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu hoàn thiện dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, sẽ cho kịp ban hành trước ngày 15 tháng 9 năm 2015. Tập đoàn Metro AG của Đức vừa phát đi thông cáo cho biết hãng đã đạt được thỏa thuận mua loại Classic Five Foods Group, gọi tắt là CFF, một nhà phân phối thực phẩm cao cấp có trụ sở ở Singapore và đang hoạt động tại nhiều thành phố khác nhau gồm cả thành phố Hồ Chí Minh. CFF chuyên cung cấp thực phẩm cho các nhà hàng và khách sạn hàng đầu ở các thành phố lớn thuộc khu vực châu Á và Trung Đông. Ngoài ra, công ty còn phục vụ các hãng hàng không, các chủ siêu thị và các cửa hàng đặc sản. Theo Metro, thương vụ mua lại CFF có giá trị chính thức là 290 triệu đô la Mỹ. Như vậy, nhiều khả năng sau khi chính thức bán toàn bộ chủ siêu thị Metro Cash and Carry tại Việt Nam cho tập đoàn Belly của Thái Lan, Metro sẽ không rút khỏi thị trường Việt Nam mà vẫn sẽ ở lại với một hướng đi mới là tập trung vào mảng dịch vụ phân phối thực phẩm ở các nhà hàng và khách sạn. Cho đến nay, thông tin về tiến độ của thương vụ chuyển nhượng giữa hai tập đoàn này vẫn chưa được công bố chính thức. Dù trước đó, theo kế hoạch thì thương vụ này sẽ được hoàn tất trong nửa đầu năm nay. Nguyên nhân được giới chuyên gia nhận định là do tại đại hội cổ đông đầu năm nay, các cổ đông của BJC đã phản đối thương vụ mua lại Metro Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong tháng 9 tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức một đoàn doanh nghiệp do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dẫn đầu trực tiếp đến khảo sát thị trường tại Nga. Đây là một trong các hoạt động nhằm tranh thủ các cơ hội ngay sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh Á-Âu có hiệu lực. Phát biểu tại buổi hội nghị triển khai hôm 11 tháng 8, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chuyến khảo sát của đoàn doanh nghiệp thành phố sẽ bắt đầu từ ngày 13 tháng 9 tới. Chương trình không chỉ nhắm vào hoạt động thương mại mà còn xúc tiến trong lĩnh vực du lịch. Đối với du lịch, thì thành phố đang dự kiến còn đầu tư vào một cái khách sạn ở tại Smetebo. Thì báo với công chí thông qua tổng thể du lịch, nhưng mà cái hoạt động hướng tới du lịch chúng tôi muốn xúc tiến du lịch đây để làm sao chúng ta không chỉ in bao nghĩa là không chỉ đưa khách của là nga vào thị trường của việt nam mà đưa khách của việt nam vào thị trường nga tôi cho rằng đây là một cái cơ hội kết nối rất là tốt trong cái thời gian tới khi mà cái thị trường à, của nga đang tập trung vào việt nam Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã phát động chương trình hội trợ bán hàng Việt Nam chất lượng cao tại Moscow, nước Nga. Chương trình dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2015. Hội trợ có quy mô hơn 15.000 m2, trưng bày các sản phẩm chủ yếu trong lĩnh vực nông sản, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, dệt may, da dày. Đây cũng đồng thời là nhóm sản phẩm được dự báo sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ FTA Việt Nam, Liên minh Thuế quan. Để thực hiện chương trình này, Bộ Công Thương đã vận động nhiều doanh nghiệp tham gia hỗ trợ đưa hàng sang Nga. Trong đó, Vietnam Airlines hỗ trợ 50% chi phí máy bay cho doanh nghiệp tham gia hội trợ. Ngân hàng BIDV hỗ trợ một phần chi phí chuẩn bị mặt hàng và công ty Incentra miễn phí 100% phí thuê gian hàng và giảm 50% phí lưu trú tại khách sạn Hà Nội, Moscow. Theo số liệu thống kê, kim ngạch trao đổi song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong năm 2014 đạt đã gần 3 tỷ đô la. Hiện Bộ Công Thương Việt Nam còn đang đặt mục tiêu nâng con số này lên mức 10 tỷ vào năm 2020. Đến với chuyên mục mỗi ngày một con số hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến con số 50%. Đây là mức giảm của xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường Mỹ trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, trong nửa đầu năm 2015, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ gần 263 triệu đô la Mỹ, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm 2014. Đây là thị trường có mức giảm mạnh nhất trong số 3 thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam. Nguyên nhân là do nguồn cung tôm phục hồi từ các nước sau dịch EMS. Mặt khác, đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh khiến các nước đẩy mạnh xuất khẩu tôm sang Mỹ khiến giá nhập khẩu bị ép giảm. Giá xuất khẩu tôm trung bình của Việt Nam dù đã giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn cao hơn các nước từ 1 đến 2 đô la Mỹ một ký nên càng khó cạnh tranh. Kính thưa quý vị, chứng khoán hai sàn đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 12 tháng 8, càng về cuối phiên chỉ số càng giảm sâu, áp lực bán tăng tốc mạnh nhưng cầu vào cũng không ít đã giúp cho hoạt động giao dịch trên thị trường khá sôi động. Bước vào thời điểm đầu phiên giao dịch, chỉ số VN Index lập tức rơi vào tình trạng suy giảm. Thông tin về việc nâng biên độ tỷ giá của ngân hàng nhà nước đã tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư. Áp lực bán gia tăng để hàng loạt cổ phiếu chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên, xu thế bắt đáy cũng dần xuất hiện khi chỉ số dao động quanh mốc 610 điểm. Phiên chiều khởi động với đà giảm rõ nét hơn, các mã vốn hóa lớn đồng loạt giảm mạnh, khiến cho VN Index bị đẩy lùi về mốc 602 điểm. Số lượng mã giảm chiếm ưu thế trên toàn sàn. Mặc dù lực bán tăng tốc nhưng bên mua đã có dấu hiệu vào cuộc. Điều này đã giúp cho hoạt động giao dịch sôi động hơn so với những phiên giao dịch liền trước. Các phiên, VN giảm gần 9 điểm về mốc 604,24 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 112 triệu đơn vị, ứng với sắp xỉ 2.100 tỷ đồng. Sàn Hà Nội diễn biến khá tương đồng với thành phố khi bị giảm mạnh về gần cuối phiên. Thiếu lực đỡ từ các cổ phiếu du chốt đã đẩy chỉ số trượt dốc sâu hơn. Hoạt động giao dịch gia tăng với xu thế mua bán diễn ra sôi động. Chốt phiên, HN giảm 1,3% xuống còn 82,75 điểm, thanh khoản đạt hơn 600 tỷ đồng, tương đương trên 50 triệu đơn vị. Một thông tin khác liên quan đến thị trường chứng khoán thưa quý vị từng được biết đến như một trong những nhà môi giới hiếm hoi không cung cấp dịch vụ cho vay đầu tư chứng khoán, mới chiều qua công ty chứng khoán HVS Việt Nam tiếp tục công bố chính sách có tên low cost broker, tức áp dụng cơ chế thu phí gần như cố định cho nhà đầu tư giao dịch tại đây. Theo đại diện của HVS Việt Nam tại cuộc họp báo chiều ngày 11 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà môi giới này tuyên bố chính thức thực hiện chiến lược low cost broker, trong đó gồm hai gói dịch vụ là Unlimited Account tài khoản không giới hạn và Priority Account tài khoản ưu đãi đặc biệt, được xây dựng theo quan điểm tiết kiệm chi phí giao dịch tối đa cho nhà đầu tư. Nếu sử dụng tài khoản không giới hạn, nhà đầu tư chỉ trả mức phí cố định 199.000 mỗi tháng, cộng thêm 0,04% giá trị giao dịch. Phần cộng thêm này được giải thích là chi phí phải thanh toán cho các sở giao dịch, trung tâm lưu ký và các bên có liên quan khác. HVS Việt Nam là đơn vị thu hộ. Theo kỳ vọng của HVS Việt Nam, chính sách thu phí giao dịch cố định cũng phần nào giúp công ty chứng khoán hóa giải mâu thuẫn quyền lợi với nhà đầu tư, tức công ty chứng khoán sẽ không còn động cơ lôi kéo khách hàng liên tục mua bán để có doanh thu từ phí giao dịch, từ đó gián tiếp giảm thiểu hoạt động đầu cơ cổ phiếu để hướng tới đầu tư dài hạn. Đại diện HVS cũng kỳ vọng chiến lược mới sẽ giúp nhà môi giới này có thể nhanh chóng hấp dẫn một lượng lớn nhà đầu tư. Chúng tôi đặt tối đa là 2 năm. Đó. Tối đa là chúng tôi 2 năm phải đạt được con số 1 tài khoản đó. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đem lại cái giá trị cho khách hàng giảm tới mức 70% phí giao dịch thì chúng tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều khách hàng chấp nhận. Còn khi dùng tài khoản ưu đãi đặc biệt, nhà đầu tư chỉ trả mức phí cao nhất là 0,15% khi giao dịch online và có thể nâng dần mức tiết kiệm phí giao dịch, thậm chí đạt mức 40% nếu giá trị giao dịch trong tháng từ 6 tỷ đồng trở lên. Vừa rồi là những thông tin nổi bật trên thị trường trong nước, tiếp theo mời quý vị quay trở lại những tin đáng chú ý trên thị trường thế giới. Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ sau khi ngân hàng trung ương Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ. Thị trường châu Âu bị tác động mạnh trước quyết định giảm giá kỷ lục đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.